Xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay thánh lễ tạ ơn của cha cố Gioan Bautista. Chúng tôi xin được tóm tắt tiểu sử về cha cố. Cha cố Gioan Bautista sinh ngày 22 tháng 12 năm 1930 tại Đồng Nghĩa, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo đức. Nên từ năm 1950, lúc 20 tuổi, cha đã được giới thiệu vào nhà tập tại Trung Linh, Bùi Chu. 2 năm sau, cha được nhận vào học tại Tiểu Chủng Viện Ninh Cường, Bùi Chu. Cha cố đã được bước vào Đại Chủng Viện Xuân Bích, giáo phận Bùi Chu. Sau 9 năm theo học các lớp triết học và thần học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, thầy Gioan Bautista Maria đã được lãnh nhận hồng ân thiên chức linh mục tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long ngày 27 tháng 4 năm 1965 với linh đạo định hướng dấn thân phục vụ là trở nên mọi sự cho mọi người. Vào tháng 7 năm 1965, cha cố đã xin phục vụ tại giáo xứ Trà Kiệu, Quảng Nam với chức vụ linh mục phụ tá. Năm 1967, phục vụ tại giáo xứ Chu Lai. Năm 1972, phục vụ tại giáo xứ Đồng Tâm, Xuân Lộc. Từ năm 1975 đến 1989 là linh mục phó giáo xứ Tân Phú. Từ năm 1989 đến năm 2001 là linh mục chánh xứ Phú Thọ Hòa. Ngày 18 tháng 6 năm 1993, cha được bổ nhiệm làm cha hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì. Và ngày 21 tháng 11 năm 2001, cha là chánh xứ của giáo xứ Thiên Ân. Nay cha đã được đứng bề trên cho nghỉ hưu tại nhà tình thương giáo họ Chư Thánh, giáo xứ Thiên Ân. Thưa cộng đoàn, về các công trình mà cha cố Gioan Bautista Maria Đoàn Vĩnh Phúc đã thực hiện như sau: xây dựng được 5 ngôi thánh đường tại 5 xã trong huyện Lý Tín, Chu Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng; xây dựng được thánh đường giáo xứ Đồng Tâm tại Xuân Lộc; và xây dựng thánh đường giáo xứ Thiên Ân. Trong thời gian ở Chu Lai, cha cố cũng đã xây dựng trung tâm xã hội gồm một trường tiểu học, đồng công và một cô nhi viện. Và tại giáo xứ Đồng Tâm ở Xuân Lộc, cha cũng xây dựng được một trường tiểu học và một cô nhi viện. Và tại giáo hạt Tân Sơn Nhì, cha cũng đã xây dựng được 2 giáo điểm tình thương. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn sốt sáng để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và hiệp lời cầu nguyện cho cha cố và cho quý cha đồng tế. Kính thưa cha Phạm Hà, quý cha Bồ Chê, quý cha Thánh Sứ Hóa Sứ, con xin thay lời cha cộng và gia đình giáo xứ Thiên Ân có lời kính chào đến quý cha ngày hôm nay đến dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 49 năm linh mục của cha cố Gioan Bautista. Giờ đây con xin cha Phạm Hà và quý cha cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng với cha cố nhân kỷ niệm 49 năm linh mục ngày hôm nay. Xin cộng đoàn chúng ta trong cánh tay hân hoan chào đón quý cha ngày hôm nay đến dâng thánh lễ đồng tế. Xin cha và con và thánh thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở tất cả anh chị em. Kính thưa cha cố quý viên quản hạt Gioan Bautista Maria và Vĩnh Phúc rất thân mến, kính thưa quý ông bà và thể anh chị em, và cùng với các anh em linh mục trong giáo hạt Tân Sơn Nhì, ngày hôm nay quy tụ về thánh đường của giáo xứ Thiên Ân, trước hết để cùng với cha cố Gioan Bautista trong tâm tình tạ ơn Chúa đã trải qua 49 năm trong hồng ân chức linh mục. Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã sai con Chúa đến trần gian làm tư tế của giao ước mới để thánh hóa loài người và làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Xin cho các linh mục là những người mà con Chúa đã chọn để phục vụ và phân phát các mầu nhiệm thánh, được chọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài thuyết sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, từ Melito, Phao-lô sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Khi họ đến gặp ông nói với họ: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha Nguyên Quản Hạt, Tân Sơn Nhì, Gioan Bautista rất đáng kính. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay công đoàn phục vụ chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cùng với cha cố Gioan Bautista nhân 49 năm ngày ngài lãnh hồng ân linh mục. Quả thật là một hồng ân lớn lao mà ngài đã gìn giữ, phát triển và trung tín đến 49 năm. Cho nên ngày hôm nay đứng trước tấm gương ấy, có lẽ mỗi anh em linh mục chúng tôi khó mà giảng được về linh mục, bởi vì chúng tôi là những người hậu sinh, chúng tôi là học trò, là đàn em, còn phải học hỏi, phải theo gương của người cha khả kính linh mục Gioan Bautista rất nhiều. Vì thế mà trong thánh lễ hôm nay, thay vì giảng, tôi chỉ xin ghi nhận đôi, chia sẻ đôi cảm nhận của tôi về sứ vụ linh mục ngang qua những gì mà tôi đã gặp, đã thấy nơi cha cố Gioan Bautista khắc kính của chúng ta.
nhảy lễ như thế này mà đề cao một cá nhân đó, thì người ta lại cho rằng là tôn vinh chức linh mục quá đáng. Nhưng mà thực sự đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu phác họa chân dung một người mục tử. Người mục tử ấy là người biết chiên, người đi trước chiên, dẫn chiên đến đồng cỏ xanh. Và Ngài kết luận: ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Người mục tử sẽ phải thi hành sứ vụ như thế nào để cho chiên được sống và sống dồi dào? Vì thế chúng ta sẽ thấy ra được rằng người mục tử phải là người đi trước chiên để dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Người mục tử phải là người đi trước, biết trước đâu là con đường sẽ dẫn tới đồng cỏ xanh tươi, suối mát trong lành, để cho chiên được ăn, được uống, được phát triển. Cha cố Gioan Bautista của chúng ta, cuộc đời linh mục của Ngài theo như tôi được biết, chịu chức xong làm phó sứ trạc hiệu, chưa được bao lâu được sai vào miền đất quang vắng Chu La để lập sứ ở đó. Ngài dẫn dắt dân vào trong Chu La, rồi từ Chu La miền Trung đi vào trong miền Nam, lập nghiệp tại Đồng Tâm, vùng căn cứ của Xuân Lộc. Và rồi cuối cùng Ngài yên vị trước khi về hưu tại Thiên Ân. Chu La, Đồng Tâm, Thiên Ân ghi dấu ấn của con người mở đường, của con người đi trước. Có lẽ tặng cho Ngài danh hiệu linh mục tiên khởi nhiều nhất, quả không sai. Cha sở tiên khởi Chu La, cha sở tiên khởi Đồng Tâm, cha sở tiên khởi Thiên Ân đây. Ngài đi bước trước, Ngài dẫn dắt đoàn dân trong những thời cuộc xã hội đầy khó khăn, bởi chiến tranh, bởi loạn lạc, bởi biết bao nhiêu những thử thách, Ngài đã can đảm đi bước trước để dẫn chiên, dẫn đoàn dân Chúa trao phó cho Ngài đến một nơi bình an, đến một nơi để có thể sống và phát triển đời sống đức tin của mình. Và không chỉ sống và phát triển đời sống đức tin, mà còn có khả năng sống và phát triển đời sống kinh tế, xã hội, vân vân. Ngài đi trước để dẫn dắt đoàn chiên được trao phó đi theo, và tới đâu Ngài cũng đặt nền móng phát triển, để rồi vì thời cuộc là một nguyên nhân bên ngoài, nhưng ẩn sâu bên trong là một con người biết lắng nghe tiếng Chúa để đi tới miền đất khác. Cho nên cha cố Gioan Bautista, thưa quý bạn và những chị em, Ngài quả thật là một mục tử như Chúa Giêsu khẳng định: anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Những người mục tử không chỉ đi trước chiên, mà người mục tử còn sống với chiên, ở với chiên. Linh mục dù là mục tử được Chúa Giêsu tấn phong tuyển chọn, nhưng cũng là một con người, cũng là một đoàn con chiên trong đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô, mục tử tối cao. Vì vậy mà người linh mục phải sống với đoàn chiên của mình, sống với giáo dân của mình, đồng hành với giáo dân của mình, cũng mang cái bản chất con người yếu đuối tội lỗi, cần ơn cứu độ của Đức Kitô, cũng mang bản chất của một con người đang đi tìm kiếm dõi bước theo Đức Kitô để thẳng tiến về hạnh phúc nước trời, để xây dựng nước trời giữa lòng thần thế, để rồi cùng với mọi người cũng cần phải giơ tay ra để khẩn cầu Thiên Chúa thi ân giáng phúc, để rồi cùng với mọi người cũng phải nỗ lực không ngừng trên con đường sống và thực thi tin mừng của Đức Kitô. Cho nên người mục tử phải là người sống với chiên. Hơn thế nữa, trong tin mừng Chúa Giêsu khẳng định người mục tử là người biết chiên của mình, chiên nghe tiếng của mình, anh ta biết tên từng con rồi dẫn chúng ta. Làm sao có thể hiểu được đoàn dân Chúa trao phó, hiểu được từng người giáo dân của mình, nếu người linh mục không sống với giáo dân, không chia sẻ cuộc sống với giáo dân của mình, không đồng cam cộng khổ, không đồng hành với giáo dân của mình? Cha cố Gioan Bautista của chúng ta là một con người tôi thiết tưởng đã sống, đã đồng hành, đã chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của mình trong lòng đoàn dân được Chúa trao phó. Có những anh em gốc Trà Kiệu
có những anh em ở Đồng Tâm tôi được dịp quen biết đều nhắc đến cha cố John Bautista với sự kính yêu, kính trọng. Bởi vì Ngài hiểu, Ngài biết, mặc dù Ngài nóng tính vô cùng. Kể chi tiết này thì biết là anh chị em biết là Ngài đồng hành với giáo dân ở Đồng Tâm, là cái chợ buôn bán mà không ngồi ngay hàng thẳng lối, là Ngài ngang đi ngang đá luôn cái sọt của mấy bà. Không biết cha cô có nhớ mấy chuyện này đó. Nhưng mà Ngài sống chiên, Ngài hiểu đoàn dân của mình. Cho nên lộn xộn là Ngài phải nghiêm khắc. Khi Ngài là người khởi xướng chương trình tĩnh huấn cho hội đồng mục vụ của giáo hạt, thì tôi thấy quả thật Ngài là con người gắn bó. Nhiều khi tôi thấy anh em linh mục chắc chưa gắn bó với cha Quảng Hạt mình bằng hội đồng mục vụ của giáo hạt gắn bó với Ngài. Ngài sống, Ngài thao thức, Ngài nâng đỡ, Ngài chia sẻ, Ngài đồng hành, Ngài lo từng tí một, để rồi làm sao tạo cơ hội, tạo điều kiện, đưa ra chương trình để làm cho hội đồng mục vụ không chỉ của giáo hạt mà của từng giáo xứ trong giáo hạt này không ngừng phát triển, đảm đương và chu toàn được cái trách nhiệm của mình giữa lòng giáo xứ, giữa lòng giáo hạt, với sự hiệp nhất với giáo hội, vân vân. Ngài quả là một con người sống chan hòa với đoàn dân của mình, với những anh em cộng sự của mình. Ngài tôn trọng, Ngài yêu thương, Ngài mời gọi và hết lòng vui mừng đón nhận sự cộng tác của mọi người. Cho nên người mục tử phải là người sống với đoàn chiên, đi trước và sống cùng. Nhưng chưa hết, người mục tử còn là người phải đi sau đoàn chiên. Tất nhiên không phải theo cái nghĩa không gian người trước kẻ sau, mà ở đây là người mục tử đi sau để có thể nhìn thấy tất cả những con chiên, con nào đi lạc, con nào yếu đuối vấp ngã, để rồi mau mắn nâng đỡ, bảo vệ, chở che. Người mục tử không phải là kẻ trộm, cho nên không đến để cướp chiên, để bắt chiên, để hành hạ chiên, để giết chiên, mà người mục tử phải bảo vệ chiên trước sói dữ, trước kẻ trộm. Cho nên có một cái tầm nhìn xa hơn, có một cái tầm nhìn rộng hơn, có một con tim bao dung để có thể lắng nghe, hiểu biết và ôm trọn đoàn chiên của mình. Cho nên người mục tử là người trên hết và trước hết không chỉ dẫn chiên, không chỉ sống với chiên, mà còn là người bảo vệ, nâng đỡ đoàn chiên trước sói dữ, là người đồng hành, an ủi, động viên khi chiên ốm đau vấp ngã. Cha cố John Bautista quả thật Ngài đã sống như thế. Tôi cảm nhận điều này một cách rất sâu sắc. Cách đây đúng 9 năm khi tôi nhận bài sai về làm cha sở tại cung trung thuộc giáo hạt này, về thăm Ngài thì Ngài nói với tôi: cha về đây, cha trẻ, tôi mừng lắm anh em mình làm việc với nhau để nâng giáo dân ở giáo hạt này lên. Anh em mình cố gắng sống với giáo dân, lắng nghe họ, hiểu biết họ, để rồi khuyến khích, mời gọi, động viên họ cộng tác với chúng ta. Những lời đó Ngài không chỉ là một lời khuyên của người đi trước, càng không phải là người khuyên của vị bề trên quản hạt đối với một cha xứ trong giáo hạt của mình, nhưng mà đó là một tâm sự, và tâm sự ấy Ngài đã thể hiện bằng tất cả cuộc sống sứ vụ của Ngài. Chắc chắn là mấy ông trong ban thường vụ của hội đồng mục vụ giáo hạt đã hiểu rõ được chuyện Ngài nâng đỡ động viên như thế nào. Mình mệt mỏi, yếu đuối, chán nản, Ngài là chỗ dựa vững chắc để tìm lại được sự an ủi, tìm được sự hy vọng. Như vậy thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu phác họa cho chúng ta chân dung người mục tử nhân lành, người mục tử biết chiên, sống với chiên để dẫn chiên tới đồng cỏ xanh tươi, suối mát trong lành. Và như Ngài khẳng định, ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Cho nên người mục tử ấy phải là người đi trước chiên để dẫn chiên tới đồng cỏ xanh tươi. Người mục tử ấy phải là người sống với đoàn chiên của mình, ở với đoàn chiên của mình, để rồi chia vui sẻ buồn, để cùng sống, cùng đón nhận ơn Chúa. Và người mục tử ấy phải là người đi sau chiên để có thể biết được chiên nào đi lạc, chiên nào đau ốm mà chăm sóc, mà gọi về.
chiên nào vấp ngã để mà nâng đỡ chở che. Gia cố Gioan Bautista của chúng ta, Ngài đã thực hiện những điều đó một cách tốt đẹp trong đời linh mục của Ngài đến nay được 49 năm. Dĩ nhiên, thân phận con người yếu đuối. Dĩ nhiên, con người linh mục cũng là con người có những thiếu sót, cách này cách khác. Nhưng trên hết và trước hết, vẫn luôn luôn thao thức, luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng, để chu toàn được sứ vụ linh mục của mình như lòng Chúa mong ước. Đó, tôi thiết tưởng, chính là điều mà cha cố đã sống và thực thi một cách rất tốt đẹp. Vậy thì, thưa quý ông bà anh chị em, để kết thúc phần chia sẻ cảm nhận của tôi, xin mời cộng đoàn hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng cha cố, để tạ ơn Thiên Chúa đã cho cha cố ở giữa chúng ta. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là cha yêu thương đã chọn và thánh hiến các linh mục làm người thay thế trong việc giảng dạy và hướng dẫn đoàn dân Chúa. Chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những lời tha thiết nguyện xin. Hôm nay là ngày mừng kỷ niệm 49 năm thụ phong linh mục của cha cố Gioan Bautista Maria Đặng Vĩnh Phúc. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh Gioan Bautista gìn giữ, đỡ nâng cha luôn được hồn an sát mạnh để cha chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa nâng lời chúng con. Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thay qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Lạy Chúa, xin nghe đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Hồng y Gioan Bautista, Đức Cha Phêrô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Lạy trên Thiên Chúa nơi đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngờ vào nhà con, nhân sinh Chúa thắng một lần, để linh hồn con sẽ lạnh. Cha cố Gioan Bautista Chúa đã trao cho người
quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi ở trần gian này. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Sau đây, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thiên Ân cũng sẽ có lời kính trình lên quý cha những gửi đến công đoàn. Trọng kính cha hạt trưởng, cha hạt phó, cha cố. Kính thưa quý cha chánh xứ, quý cha đồng tế, thưa quý tu sĩ, quý ban thường vụ giáo hạt, ban thường vụ các giáo xứ, quý khách cùng cộng đoàn phục vụ. Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình giáo xứ một vị mục tử tốt lành, thánh thiện, hết lòng vì đàn chiên trong mọi hoàn cảnh. Nhân ngày kỷ niệm này, chúng con cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác nữa xuống trên cha, để cha luôn được mạnh khỏe, bình an và hoan lạc trong tâm hồn. Chúng con lúc nào cũng nhớ đến cha, và để thể hiện sự biết ơn cũng như lòng quý mến cha cố, chúng con kính dâng lên cha bó hoa tươi thắm đầy sức sống của mùa phục sinh. Xin cha cố vui nhận. Cha trưởng, quý cha, quý chức và tất cả cộng đồng nhân dân Chúa, rất xúc động khi được dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn dân Chúa ở đây. Trong cái ngôi nhà thờ mà con đã xây dựng nên, và hôm nay con được diễm phúc dâng lễ tạ ơn cũng chính trong ngôi nhà thờ này cùng với cộng đoàn dân Chúa. Xin Chúa trả công bồi hậu cho quý cha, cho tất cả quý chức, các ông bà, anh chị em. Và hiệp với tất cả những tràng pháo tay rộn rã của cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân, con cũng xin được thay mặt cho tất cả các cha trong giáo hạt và chung niềm vui với cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân. Kính chúc cha cố đầy ân sủng và bình an của Đức Kitô phục sinh luôn luôn ở mãi với cha cố bây giờ và mãi mãi về sau. Xin kính chúc. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.